Vâng, xin chào tất cả các bác. Đây là combo tuyệt đỉnh gửi cho bác ở thành phố Vũng Tàu. Bác sở hữu hai sản phẩm, đó là cặp loa JBS101, cặp loa siêu tầm. Những cặp loa này tiếng cực kỳ tuyệt vời nha các bác, và rất là hiếm và rất là đẹp. Và bác đã lựa chọn là con 8080DB. Đây là một trong những con ly có âm sắc cực kỳ hay của Sansui, 8080DB và 9090DB. Nhờ những sản phẩm này rất là hiếm và nhờ các bác, hàng siêu tầm cho bác luôn. Các bác lấy hai sản phẩm này, rất là mới. Và cặp loa này cũng tuyệt vời. Và hiện tại những cặp loa này em không còn hàng nữa nha các bác. Bây giờ thì hàng hóa rồi đó, cực hiếm rồi. Tại vì giờ là hàng không có về được nữa, cho về lai rai rất là ít. Và những sản phẩm hàng đầu lớn thì cũng khó về. Bộ này thì nghe nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc bre 75 đều rất ok nha các bác. Tại vì cặp loa này là danh tiếng luôn. Và con âm ly cũng là một con âm ly nổi tiếng của hãng luôn ở Việt Nam mình. Và tất cả các bác đều săn lùng những sản phẩm này. Và âm ly em đã chuyển điện 220 cho bác rồi nha. Tại vì những dòng của Sansui này nó trang bị là 4 cầu điện. Thì nguyên bản từ Mỹ về là 120, chúng ta có thể chuyển điện 100V hoặc là 120V hoặc là 220, 230, 240 vân vân. Và theo yêu cầu bác thì em cũng đã chuyển 220 cho bác rồi nha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Chiều nay hàng sẽ lên đường cho các bác nha.